出自知心，看似太天真，承受难攻击变得不幸，愿似海般深，占据你一生，难逃离别最后悔恨。同闯过波折苦困，曾交托我的心，但心里竟有某人不敢亲近，谁知你心里幽暗，何会牺牲？你已别去，难再亲近。原谅我的意向，爱得勉强，道路实太漫长，愿我可献上，是真敬仰到天上，为何是这样？似海般深，占据你一生，难逃离别最后悔恨。如游离尘埃，愿飘于四海。Chị không hiểu, thật ra Mạnh Thần Thông đã giấu người ở đâu chứ? Chúng ta đã kiếm khắp kinh thành rồi, không có chỗ nào không kiếm. Cái lúc tình hình không được bình thường, chỉ cần chứng minh là chuyện không có bình thường. Cô có hiểu cô nói gì không đây? Không hiểu. Vậy mà cũng không hiểu sao Giang Lâm? Thật ra ta cũng không hiểu. Nè, cả cốc cô đừng cũng không hiểu. Điều mà ta không hiểu, tại sao Lý Phu Nhân với Lý Tiêu Đầu bị Mạnh Thần Thông bắt đi, nhưng mà Tiêu Cục Chấn Hưng còn phải áp Tiêu lên kinh? Ý của chị Hoa là cái chuyến tiêu của Tiêu Cục Chứng Hưng lần này có quỷ quái. Nè, cạn ly, cạn ly. Tây Môn Đại Nhân quả nhiên là thần cơ diệu đoán. Lần này chúng tôi chiếu theo lời của Tây Môn Đại Nhân, áp tải cái đám nghịch tặc lên kinh thành, quả nhiên là không có ai biết hết. Thì cũng cần Mạnh Bảo Chủ phối hợp được chặt chẽ. Tây Môn Đại Nhân, không biết chừng nào mới có thể sắp đặt cho ta lên kinh thành để ý kiến hoàng thượng. Mạnh Bảo Chủ đã lập được công lớn, theo lẽ thì hoàng thượng phải đích thân triệu kiến. Chỉ là gần đây hoàng thượng long thể bất an, vậy nha Mạnh Bảo Chủ hãy ráng ở tạm ở chỗ này mấy ngày để cho bổn quan an bài sao. Tây Môn đại nhân, sao hoàng thượng lại ngủ vậy? Mấy ngày này long thể bất an à? Động Tiêu Thiên, người nói như vậy là ý gì? Ấy, Tây Môn đại nhân, người trong giang hồ chúng tôi quan trọng nhất là phải biết tri ân đền đáp. Mạnh Bảo Chủ, vì mặt này ta tuyệt đối hiểu được, nhưng mà lâu nay ta góp sức cho hoàng thượng, dù sao đi nữa cũng không phải là người giang hồ mà, phải không? Tây Môn đại nhân, việc mà ngươi xin ta làm, ta đã làm xong rồi, ngươi cũng phải thực hiện lời hứa của ngươi. Mạnh Bảo Chủ, người vẫn không hiểu sao? Giang hồ có quy củ của giang hồ, triều đình có phép tắc của triều đình, không phải là nói ngươi có võ công cái thế thì muốn làm gì cũng được. Được, nếu người đã nói vậy, từ nay ta không cần phải nói chuyện đạo nghĩa giang hồ với ngươi. Tây Môn một giá, món nợ này sớm muộn gì ta sẽ thanh toán với ngươi. Căn cứ theo người của Dịch Trạm, chuyến tiêu đầu tiên của Tiêu Cục Chấn Hưng là tới đây. Tây Môn là người gì đây? Chỗ này là biệt viện của nhà giam. Phải, Mạnh Thần Thông và Tây Môn một giả lâu nay có tới lui mà. Họ đã áp tải bộ người của Cẩm Nhi lên kinh thành, chuyện này rõ ràng có liên can đến Tây Môn một giả. Rõ ràng lần này họ mừng danh áp tiêu để mà che giấu, thật ra là áp tải Tàu Chiến Môn và Lý Tổng Tiêu Đầu họ tới chỗ này. Nói vậy chuyện này có liên quan tới triều đình.
Hoa đã dùng nhiều người để áp tải đám người này lên kinh thành, nói không chừng có liên quan tới hoàng thượng. Đừng có nói nữa, vô trong coi đi. Sư phụ con, sao rồi, có phát hiện gì? Chúng tôi đã coi khắp nơi, không phát hiện gì hết. Còn các người? Vẫn không có phát hiện gì. Tôi nguy rồi, vậy thì Cẩm Nhi đi đâu chứ? Ta nghĩ sư tỷ sẽ có ông trời phù hộ. Ta phát hiện được mấy cái thùng cây lớn, chắc là dùng để áp tải người lên kinh thành. Còn có cái này, có miếng ngọc ở đây nè, vậy thì chứng minh Cẩm Nhi đã tới qua đây. Miếng ngọc này do đại ca lần trước cột ở trên câu bồ câu để đưa thư mà. Đúng. Vậy thờ đã đi đâu? Nếu chuyện này thật sự có liên quan tới hoàng thượng, rất có thể thêm mua một giả để giải họ đi gặp hoàng thượng. Nói vậy là họ toàn bộ đều tới hoàng cung hả? Không chứ. Hoàng thượng đương kim lâu nay muốn tiêu diệt dân giang hồ, lần trước ở đại hội cái bàn đã là một lệ điển hình. Hôm xưa sư phụ của ta cần hành thích ung chánh, triệu đương kim thì căm thù phái mặt sư của chúng tôi lắm. Nếu như cảm nhận sư tỷ lọt vô tay của họ thì thiệt là... Chuyện lớn rồi đó. Có chuyện gì mà linh đình quá vậy hả? Thì phải, không biết tại sao lại phong đường. Nè đại ca, con đường này thông tới đâu vậy hả? Người từ xứ ngoài tới hả? Con đường này là đường đi tới thiên đàng đó. Thì ra là cầu Phước. Ta tưởng là có người bị chém đầu chứ. Đừng nói thêm, lập tức vô hoàng cung. Khoan đã, cô bộ lệ họ không phải ở trong hoàng cung mà phải ở thiên đàng. Tiên đế ở trên, thượng thiên phù hộ, để hôm nay trẫm rốt cuộc bắt trọn cái đám nghịch tặc giang hồ với lại phe đảng mà năm xưa đã hành thích tiên đế, để tế hồn thiên của tiên đế. Cái tên vừa chó kia, người muốn trả thù cho ung chánh thì có thể phân hận kém với chúng tôi một cách đàng hoàng. Bây giờ người dùng thủ đoạn bỉ ổi này bắt chúng tôi đã uống nhiễm cốt tán, như vậy đâu có phải là anh hùng hảo hán. Hỗn lão, người thiệt là to gan, dám thốt lời bất thuận với trẫm hả? Được, tuy là năm xưa Lữ Tư Nương hành thích tiên đế, bây giờ đã chết rồi, hôm nay để người thế sư phụ của người phục pháp. Người đâu, chặt đầu xuống cho ta. Sì, người giết được Tào Cẩm Nhi này sẽ còn có muôn ngàn Tào Cẩm Nhi khác. Người lại giết được bao nhiêu người? Thiệt là đáng tức, chết đến nơi rồi mà còn miệng lưỡi. Để trẫm cắt cái lưỡi của người xuống, coi người còn ăn nói được gì đây. Dạ. Cùng tuân thủ, bắn tên. Hoàng thượng bước giận, hoàng thượng thứ tội. Thiệt là tức chết, ngươi còn dám xin trẫm thứ tội cho ngươi. Nếu không phải cẩu nô tài ngươi làm việc bất lực thì sao trẫm bị bất nhục như vậy chứ? Hoàng thượng thứ tội, nô tài vì sơ ý nhất thời đã khiến cho hoàng thượng bị sợ, thiệt tội đáng chết. Xin hoàng thượng cho nô tài thêm một cơ hội để lấy công chuộc tội, để lưới trộn ngõ cái đám người của Kim Thế Di. Lần trước ngươi cũng nói như vậy mà,
Hoàng thượng có thể yên lòng, nô tài có thể lấy đầu người để bảo đảm, không để hoàng thượng thất vọng nữa đâu. Được, thì để trẫm cho ngươi một cơ hội, nhưng mà ngươi hãy tự liệu đi. Nếu lần này còn sơ suất gì, trẫm nhất định bắt ngươi phải rơi đầu. Kim Thế Di cái tên này thì là số lớn, như vậy mà không bị chết, để cái thằng nhóc này cứu đi cái đám nghịch tặc trước mặt của hoàng thượng. Hoàng thượng long nhan đại nộ, đã hạ thánh chỉ tầm nã Kim Thế Di, các người cứ giết thẳng tay đi. Vậy thì tại hạ xin chúc Tây Môn đại nhân sớm ngày đại công cáo thành, và sớm ngày tập nã được Kim Thế Di cái đám nghịch tặc này để lên chức quốc sư. Mạnh bảo chủ thì là khéo nói chơi, nói về cái chức quốc sư thì còn ai thích hợp hơn Mạnh bảo chủ nữa chứ. Ồ, không dám không dám, tại hạ chỉ là một giới võ phù, đâu có thể sống chung với Tây Môn đại nhân chứ. Mạnh bảo chủ có vẻ tự phỉ báng quá rồi. Xét về võ công và mưu lực của Mạnh bảo chủ, lên chức quốc sư tức là dư sức mà. Chỉ cần Mạnh bảo chủ lưới tròn ổ họ, hoàng thượng long nhan được vui, thì nhất định sẽ không có bạc đãi ngươi đâu. Tại hạ thì không dám, huống chi chuyện này đã xảy ra lâu rồi, cái đám người tặc Kim Thế Gì tin là họ cũng đã xa chạy cao bay, bọn họ đã có chờ người tới bắt họ. Về mặt này thì bảo chủ yên tâm đi, các đường rời khỏi kinh thành ta đã hoàn toàn phong tỏa rồi, họ quyết không có thể nào rời khỏi kinh thành đâu. Nhưng mà kinh thành lớn như vậy, nếu như bọn họ muốn ẩn trốn mình cũng hết cách thôi. Về mặt này ta có cách dụ họ ra mà, và chuyện còn lại là phải nhờ Mạnh bảo chủ coi làm sao đối phó họ. Vậy phải làm phiền Tây Môn đại nhân bẩm báo với hoàng thượng, tại hạ nhất định đem đầu người của bọn nghịch tặc này và Kim Thế Gì đích tay trao cho hoàng thượng. Mạnh bảo chủ thì là chắc ăn như vậy sao? Xét về võ công, trên thế gian đương kim có ai có thể sánh bằng ta chứ? Tôi chết, không biết cha mẹ của ta có bị gì hay không. Yên tâm đi, có sư phụ con thì nhất định sẽ không sao. Cha mẹ à, không sao chứ? Không sao. Cẩm Nhi thấy thế nào? Các người yên tâm, họ về đủ nhiều công tán, ta đã ép độc trong mình của họ ra rồi, chỉ cần nghỉ thêm mấy ngày thì họ sẽ được lành lại. Lần này thiệt may có Kim thiếu hiệp, nếu không chúng ta thì là khó thoát được tai kiếp này. Phó bàn chủ, bà chủ. Quách phó bàn chủ, đã ăn bài cho Vô Trần đại sư xong chưa? Ta đã ăn bài cho bọn họ nghỉ ngơi, ngươi có thể yên lòng. Có gì thám ra tin gì không? Theo đệ tử hồi báo thì dễ kinh thành thì đã nghiêm ngặt hơn trước nhiều, hơn nữa khắp nơi đều có lệnh tầm nã do hoàng đế đó ban ra, cơ bộ trong khoảng thời gian ngắn này chúng ta không dễ dàng rời khỏi kinh thành. Sư phụ con à, làm sao đây? Giờ này động không có bằng tĩnh, chỉ cần mình không lộ mặt thì quan lính không có làm gì được. Lời của nương nói đúng, chúng ta tạm thời ở lại đây tránh né, trong khoảng thời gian ngắn quan lính không thể kiếm ra mình đâu. Sẵn chúng ta không cần có thời giờ điều thư, chúng ta ở đây tạm núp nha. Cốc cô nương, sao cô lại ra đây? Lệ cô nương, sao cô cũng ở đây? Cô không muốn ta ở đây? Không phải, chỉ là giờ rồi ta đang suy nghĩ chuyện cô tới ta không biết thôi. Cô suy nghĩ cái gì mà tập trung quá vậy? Chắc chắn là suy nghĩ tới Thế Di đại ca. Cô đừng có hiểu lầm, tại vì anh Thế Di thật ra chỉ là bạn bè thôi. Sao cô lại sợ ta hiểu lầm? Nay Lệ cô nương với Thế Di đại ca đã bái đường thành hôn, cho dù Lệ cô nương cô không tin Chi Qua thì cũng phải nên tin Thế Di đại ca chứ. Ảnh quý không có phụ lòng cô đâu. Nhưng nếu ảnh không phụ lòng ta thì sẽ phụ lòng tới cô. Cô nỡ lòng hay sao? Ta không ngại nói cho cô biết, không sai, ta với ảnh ở đảo Quả Diễm thật sự có bái đường, nhưng lúc đó thật sự tình hình ép buộc, không thể coi là thiệt. Ta cũng thiệt mong là ta suốt đời suốt kiếp ở bệnh không có trở về đây. Nhưng sau đó ta biết, cho dù ta ở với ảnh có vui cách mấy, trong lòng của ảnh cũng nghĩ tới cô. Cho nên ta phải đánh cá với ông trời một phen, cho ảnh trở về đây. Lệ cô nương hãy yên lòng đi, Thế Di đại ca có cô một lòng một dạ xử với ảnh như vậy,
ta cũng mượn cho ảnh. Sao cô lại nói như vậy? Cô muốn nhường ảnh lại cho ta? Đây không phải là nhường. Lệ cô nương với Thế Di đại ca thật là xứng đôi dự lứa mà. Cô vẫn không có hiểu ý của ta. Hạnh phúc không phải do người ta nhường lại cho mình, mà tự mình phải tranh thủ lấy. Những đồ mà tranh thủ về mới được, cuối cùng cũng không có hạnh phúc đâu. Đâu có giống. Tranh nhau với tranh thủ là hai chuyện khác. Nếu cô nói với ta là cô chưa bao giờ yêu thích ảnh, nếu không sẽ không có bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nếu cả việc đi tranh thủ mà cô cũng không có dám làm, thì cô không có đủ tư cách yêu ảnh. Thanh Nam, em đã nói gì với Chi Hoa? Anh đã hiểu lầm rồi. Em không cần bên cho cổ. Con người của cổ anh rành nhất mà. Em càng sự tốt với cổ thì cổ càng thấy đường làm tới. Cô không cần giải thích. Không sai. Ở trên đời thật sự có thứ dân này. Cô càng sự tốt với hắn, hắn càng thấy được làm tới. Thì là ngang ngược vô lý. Đại ca, anh đã hiểu lầm lời cô nương rồi. Anh hãy rượt lại cổ đi. Thế nào, tiếng sáo có phải là thiệt lộng tính hay không? Tại sao chủ công? Ngươi còn nhớ ta đã cho ngươi một viên tam khi não thần đan bị ngươi cho kim thế gì uống hay không? Từ ngày ta thâu dưỡng ngươi, từ ngày huấn luyện ngươi trở thành sát tổ quyết bích tử, ta đã cho ngươi uống một viên rồi. Cho nên số ngươi đã định là đời này kiếp này không phải làm việc cho ta. Thế nào, ghét ta lắm hả? Thành nói cho người biết, tam khi não thần đan độc này ở thiên hạ không có thuốc giải đâu. Ta phải nói cho người biết là kết cuộc phản bội ta là thê thảm đau khổ tới cỡ nào. Ngươi hãy giết chết ta đi. Sao lại hành hạ ta như vậy? Ngươi là sát thủ quyết bích tử xuất sắc nhất do ta một tay huấn luyện ngươi ra. Giết chết ngươi thì quá lãng phí đi. Chỉ cần ngươi tiếp tục nghe lệnh của ta, không chừng ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Ngươi muốn sao? Giết một người cho ta. Ngươi không cần nói. Cho dù ta có chết, ta cũng sẽ không giết Kim Thi gì. Ngươi thật là quá si tình. Yên tâm đi, lần này thì ta không có bắt ngươi giết người yêu của ngươi đâu, mà là đi giết một người lâu nay ngươi thật là muốn giết. Mạnh thần thông. Vậy đại ca, kiếm ra lại cô nương hay không? Anh kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy. Coi bộ lần này cô thì lại giận lắm. Anh đừng có lo lắng. Coi bộ lệ cô nương cũng chỉ nóng giận nhất thời thôi. Để khi cô dịu lại rồi, anh đi dỗ ngọt cổ thì sẽ được mà. Hy vọng là vậy. Thanh Nam, em đã đi đâu vậy?
có biết anh tiết lộ cho em hay không? Em đã khóc hả? Em có chuyện muốn nói với anh. Anh đi theo em. Thanh Nam, anh xin lỗi, cũng tại anh không tốt, chưa hỏi rõ câu chuyện đã mắng em bừa bãi. Nếu như em không được vui thì em đánh anh đi hả giận đi nha. Em vẫn còn giận anh hả? Thôi vậy nha, anh hứa với em, từ nay anh sẽ không xung động như vậy nữa, không rầy la em nữa, có được không? Em không giận anh nữa, nhưng anh phải hứa với em một việc. Được, là chuyện gì? Em phải đi giết Mạnh Thần Thông. Anh đi với em đi. Cái gì? Giết Mạnh Thần Thông? Chỉ vì ổng là cha của Cốc cô nương nên anh không có nỡ ra tay. Vậy được, em không ép anh. Sáng mai em ở Thập Lý Ba chờ anh, chừng đó anh cho em biết câu trả lời. Thanh Nam, em đi đâu? Anh cứ mặc kệ em. Anh có một đêm thời gian để suy nghĩ. Ngày mai cho dù anh có tới hay không, em cũng sẽ giết hắn. Có biểu Kim Thế Di theo cổ giết Mạnh Thần Thông. Ta nghe được mà. Vậy phải xử sao? Có nên nói với Cốc sư muội không? Kim đại ca có hứa lại giúp Lệ Thánh Nam giết Mạnh Thần Thông phải không? Không có. Lệ Thánh Nam bị hắn suy nghĩ chín chắn rồi mới trả lời. Sư phụ còn trọng tình nghĩa như vậy, câu bộ lần này thiệt là khó thoát. Chỉ tiếc là Mạnh Thần Thông là cha ruột của Chi Hoa, nên biết là đại nghĩa diệt thân. Mạnh Thần Thông có thứ dân bỉ ổi này thì chết đi không đáng tiếc mà. Tin rằng Cốc cô nương nhất định sẽ hiểu biết lý lẽ. Tuy nó làm như vậy, nhưng dù sao cũng là cha của nó, máu chảy ruột mềm, nói không có gì là gạt người thôi. Huống chi lần này là người yêu của mình chính tay đi giết chết cha của mình. Lỡ như Cốc cô nương biết được thì là một đả kích lớn lao đối với cổ đó. Chi Hoa tốt bụng như vậy, nhưng mà thiệt là khổ mạng. Chúng ta có nên kể chuyện này với lại Cốc cô nương hay không? Quách Phó Ban Chủ, sao người bình tĩnh quá vậy? Nói vài câu đi chứ. Tốt nhất là chuyện gì cũng bỏ mặt. Cái gì? Cái gì cũng bỏ mặt? Người nghiêm túc một chút có được không? Nè, đây là chuyện riêng của ban chủ và Cốc cô nương. Chúng ta là người ngoài, tốt nhất đừng có xen vào. Các người nói gì đây? Sao nói nhiều quá vậy? Đâu có gì. Đã xảy ra chuyện gì? Đã nói là không có gì mà. Văn Lâm, người đừng có giấu to. Xảy ra chuyện gì? À không, ấy sư phụ con về tới kìa. Sư phụ con. Tại sao họ nhìn thấy anh đều bỏ chạy hết vậy? Em cũng không biết. Vừa rồi khi vô tới đây thấy họ thì là quỷ quái lắm. Phải đi Chi Hoa, em có rảnh không? Anh có chuyện muốn nói với em. Vậy đại ca, hôm nay anh như là không có được tập trung, có phải có chuyện hay không? Anh nghĩ là ông trời từng làm bất công với em, bắt em phải có một người cha như vậy. Thực ra ông trời không có sai chút nào. Em không có quyền chọn lựa cha ruột của em là ai, nhưng mà em có quyền lựa chọn con đường mà em phải đi. Bây giờ em cũng được khá mà. Em biết suy nghĩ như vậy là anh yên tâm. Phải, sau ngày chúng ta vào kinh thành đã không có tin tức của Mạnh Thần Thông nữa. Thật ra trong đó có bí ẩn gì? Chuyện của hắn em không biết và cũng không muốn xen vào. Nếu như có một ngày Mạnh Thần Thông bị người ta giết đi, em sẽ sao hả? Suốt đời của hắn đã giết chết bao nhiêu người, đó là chuyện phải ngờ trước mà. Em đã có chuẩn bị tâm lý, anh không cần phải lo lắng cho em. Chi Hoa, em yên tâm. Cho dù sau này xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh của em mà. Chuyện gì chứ? Kim đại ca và Cốc cô nương đang ở bển kìa. Tôi thấy Cốc cô nương hình như là không có được vui lắm. Phải ha. Không lẽ sư phụ con nói với cổ là đi giết Mạnh Thần Thông? Xử sao đây?
Nói thì càng hay. Nói với cổ rồi chúng ta không cần giữ bí mật nữa. Ta thì không sao, ta chỉ lo cho cô thôi. Cũng đúng. À, các cô nương à, ăn cơm nha. Có chuyện gì? Sao cô ngồi đen mình? Ta không đói, ngươi cứ đi ăn đi. Làm vậy để làm gì? Chuyện này sớm muộn cũng phải xảy ra mà. Xảy ra chuyện gì? Cô đừng có trách ta nhiều chuyện. Ta cũng là tình cờ ngẫu nhiên nghe được. Nói thiệt nha, cô hãy coi nhẹ một chút. Người chết thì như đèn tắt thôi. Đời người thì là mỏng manh lắm. Cho nên được ăn thì cô cứ ăn đi. Người nói gì vậy? Thật ra ai phải chết đây? Cô không phải nói là thế giới đại ca có chuyện chứ? Quyền chế đi, võ công của Kim đại ca cao cường, thêm vào là có Lệ Thánh Nam giúp đỡ, quyết là không có chuyện gì đâu. Trái lại, tao lo lắng nhất là với tánh tình của Lệ Thánh Nam. Không biết cổ có chịu giữ toàn thay cho Mạnh Thần Thông hay không thôi. Cô nói sang đâu rồi? Thanh Nam, rốt cuộc anh đã tới. Bây giờ chúng ta đi giết Mạnh Thần Thông. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Bây giờ hối hận vẫn kịp. Anh không hối hận. Còn Cốc cô nương, cô có biết anh giết cha của cổ hay không? Yên tâm đi, Chi Qua đã phân rõ ranh giới với cha cổ rồi. Cổ sẽ thông cảm được chuyện hôm nay anh làm mà. Cô có thể đại nghị diệt thân, hiện chi được người ta yêu thích. Bây giờ Mạnh Thần Thông ở đâu? Bây giờ em dẫn anh đi. Hắn đã tập thành Bắc Minh Thần Công. Anh phải cẩn thận. Thế nào, Mạnh Bảo Chủ, Kim Thế Duy và Thánh Nam quả nhiên đã tới đây. Có bộ Tây Môn Mục Giả không có gạt mình. Sau chiến dịch ở Thiên Đàng, Tây Môn Mục Giả biết được hắn vốn không có khả năng đối phó với Kim Thế Duy, cho nên mới nhờ sức của ta. Để hắn còn tưởng là mình có quyền cao chức trọng, nhưng mà cuối cùng cũng phải nhờ Mạnh Bảo Chủ. Đợi khi giết sạch cái đám Kim Thế Duy, chức quốc sư nhất định sẽ thuộc về Mạnh Bảo Chủ. Cái chức quốc sư ta vốn không thèm. Ta chỉ muốn làm chí tôn võ lâm đệ nhất thiên hạ. Chừng đó cả võ lâm đều phải nghe lệnh của Mạnh Bảo Chủ. Đúng là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Sao hai người lại ở đây? Cốc cô nương sao lại ở đây? Thì chúng tôi cũng vậy thôi. Chúng tôi cũng giống như cô, lo lắng an toàn cho sư phụ con. Không sai, Mạnh Thần Thông đã tập thành Bắc Minh Thần Công. Chúng tôi thiệt lo ban chủ và Lệ cô nương không phải là đối thủ của hắn, cho nên chúng tôi đã quyết định đi chung với bọn họ để mà giúp một tay. Chi Qua, sư tỷ thông cảm được. Dù sao mà Thần Thông cũng là cha của người. Nếu như người không nỡ ra tay, người có thể không đi mà. Cẩm Như sư tỷ, người đừng có như vậy. Năm xưa sư tỷ đã hiểu lầm tới người, sư tỷ thiệt là không tốt. Sư tỷ không ái ngại thân thế của Chi Qua. Chi Qua đã mừng lắm rồi. Thân thế của người hả? Thân thế của người là đệ tử của Phái Mang Sơn chúng ta mà. Sư tỷ, rốt cuộc chị đã cho em trở về Phái Mang Sơn. Đệ tử xuất sắc như là Chi Qua vậy, Phái Mạng Sơn đâu có thể để cho em đi chứ. Thôi được, chuyện này từ từ nói sao đi. Chúng ta không được theo thì không kịp đó. Cốc cô nương, các người yên tâm, lần này phải đối phó không phải là cha của ta, mà là một tên ma đầu ở trên võ lâm. Cốc cô nương quả nhiên là một người hiểu biết đại nghĩa. Phần rõ trắng đen. Thì là phước đức của võ lâm đó nha. Đó cái gì, đã trừ rồi, đi mau đi. Đi. Kim Thế Gì, cách bị cái đảo quả diễm, dạo này vẫn mạnh chứ? Cảm ơn bận tâm, ta chưa chết được đâu. Mạnh Thần Thông, ngươi không cần đánh trống lảng.
Ngày hôm nay ta phải thanh toán nợ máu của Lệ Gia Trang với ngươi cho thiệt là rõ ràng. Giới sức của hai người. Mạnh Thần Thông, ngươi đã làm nhiều chuyện bậy. Ta quyết không cho ngươi gây hại Võ Lâm và làm bậy làm bạ nữa. Thiệt là thốt lời ngông cuồng. Hôm nay ta phải coi hai người có bản lãnh gì. Chúng ta đi, đừng có tiếp tục làm lỗi nữa. Ta đã dùng khả năng của mình tranh thủ lấy những gì ta muốn lấy. Ta làm cái gì sai? Nếu cha còn cố chấp ngăn ngược như vậy thì đừng có trách con. Chí tôn Võ Lâm, đệ nhất thiên hạ, đó là mục đích duy nhất trong đời người của ta. Bây giờ chỉ thiếu có một bước thôi. Ta quyết không bỏ cuộc. Đệ nhất thiên hạ chứ cha, thì quan trọng tới vậy sao? Phải. Nếu như con ra tay cản ta, đừng trách ta không nghĩ tình cha con nha. Cha, xin lỗi. Ta tỏi nguyện cho hai người. Hôm nay ta phải giết cái tên phản đồ người để trả tội cho dịch bàn chủ. Với võ công của người, ta nghĩ người còn chết thảm hơn hắn nữa.
Thánh Nam thì khá lắm, không thể là sát thủ quyết bích tử xuất sắc nhất ở bên cạnh cô ta. Sát thủ quyết bích tử? Người không biết sao? Nó chính là một con cờ mà ta đặt bên cạnh của ngươi. Nếu như không, sao hắn lại biết Mãnh Thần Tông xuất hiện ở chỗ này? Thì ra cô ở lại bên cạnh của ta là có mục đích khác. Thánh Nam, ngươi thì là quá xuất sắc đi. Ta nhất định sẽ bẩm cáo với hoàng thượng thưởng hậu cho ngươi. Cô nói đi, có phải triều đình phái cô tới không? Phải. Tại sao cô phải làm như vậy? Sao ta phải làm như vậy? Tại sao cô phải gạt ta? Thân phận của ta có quan hệ hay sao? Không quan hệ. Mà cô vẫn cứ gạt ta. Ngươi đừng quên rằng, ngay cái ngày đầu tiên ngươi quen ta, ta đã là sát thủ. Chỉ là ngươi tự nghĩ ta gạt ngươi. Bây giờ kẻ lầm lỗi là ngươi, mà ngươi còn ngụy biện. Ta đã có làm lỗi gì? Ta sai lầm nhất là từ nhỏ đã bị nhà Tam cử nát, rồi được người ta thâu dưỡng, huấn luyện thành sát thủ. Sai nhất là ta ngày thơ đến nỗi tưởng là có thể đấu với ông trời, đã trở về Trung Nguyên. Nhưng cuối cùng ta vẫn thua cho ông trời, thua cho người, người mà ta tin tưởng nhất. Kim Thế Gì, nhưng người hãy nhớ cho kỹ, sẽ có một ngày ta bắt người phải hối hận suốt cả đời về những chuyện mà người đã xử với ta. Châm lửa. Tại sao thuốc nổ không cháy vậy? Phóng tên. Để cái tên Tây Môn một giả tẩu thoát, thiệt là tức. Chi Hoa, tao chuẩn mồm sao rồi? Chi Hoa, ta nghĩ ta đã không được rồi. Sư tỷ, chị sẽ không sao, chị không chết đâu. Cẩm Nhi, em sẽ không sao đâu. Ta tự biết tình trạng của mình. Chị Hoa, cho dù ta võ công hay là ngoại bảo, người cũng trội hơn ta. Chỉ là ta cứ ganh tị với người, cho nên ta không thừa nhận thiếu dưỡng thần công tâm pháp của sư phụ. Ta đã trốn ở dưới mộ bia của sư phụ. Người hãy hứa với ta, khi ta chết đi rồi, người phải tiếp dưỡng phái Mạng Sơn. Sư tỷ, chứ không có chết đâu. Cốc Chi Hoa, đệ tử phái Mạng Sơn nghe lệnh. Đệ tử Cốc Chi Hoa nghe lệnh. Bây giờ trước mặt các đồng đạo võ lâm, ta danh thức truyền dị chưởng môn phái Mạng Sơn lại cho người. Sư tỷ. Cẩm Nhi, tao chưởng môn.
Cẩm Nhi, Cẩm Nhi, em tỉnh rồi à? Tại sao em còn ở đây vậy? Cẩm Nhi, Cơ Hiểu Phong này lẻ loi suốt đời, lâu nay không biết tình là cái chi chi. Sau ngày gặp được em, ta mới biết được yêu và bị yêu đều được hạnh phúc. Cẩm Nhi, ta hứa với em, cho dù ta chết đi cũng không có bỏ em đâu. Anh đừng có dại như vậy. Tình yêu không có gì là dại hay không. À vậy tại sao em lại không bị chết? Lúc nãy cấp cô nương đã truyền chân khí cho em, cho nên em không có bị chết. Chị Hoa, cổ thiệt đúng là chuẩn môn. Phải mạng sơn đã thuộc về cổ từ sâu. Cẩm Nhi, em hiểu biết lý lẽ như vậy thì tốt quá đi. Từ nay chúng ta bỏ mặc chuyện của giang hồ, chúng ta phải đi tiêu dao thoải mái. Tiếng ngạo giang hồ. Cô bí cấp này vốn thuộc về của cô. Kể từ hôm nay, chúng ta không ai nợ ai, không liên hệ nhau nữa.